Xin chào quý vị thân mến, hiện tại thì em Cái đang ở thôn Phiên Tồng. Hôm nay thì em Cái vào đây để tìm mua giống gà cho vợ chồng em Cơ để làm kinh tế ạ. Vì cái tiền để lá sân của hai vợ chồng em Cơ vẫn còn dư ra thì hôm nay em Cái sẽ vào đây để tìm xem là bà con ở đây ai có bán con gà giống ạ. Để con gà như to mà tức là gà của dân Điện Bàng, của dân mình, con gà vùng cao ấy, gà chuột thì em Cái sẽ tìm mua cho hai vợ chồng em Cơ để làm kinh tế, tức là có con giống để làm kinh tế nhé. Yeah, hôm cái cũng đang ở thôn Phiên Tồng. Vậy à, lò đi nên mua cái mùa chứ mua nè. Cái gì thì chỉ mua cái mùa à. Nó to mà, thì mua cái thì anh mua cái dù nè. Cái gì là chỉ mua này mua cái rồi. Nó to đi mua này dù, mua trống chỉ mua đi à. Dạ, tức là em Cái đang hỏi cô ở đây có ai bán không nè. Thôi chủ yếu là vì em Cái cũng đi vào chợ phiên đón thì mình cũng có rất nhiều nhà hàng người ta vào đón này, thì mình cũng vào đón không được thì thèm. Mình cứ đi vào bảng đi tìm thế nào có con nào mà vừa ấy thì mình sẽ đi tìm đi mua. Chọn những con gà giống như gà to ấy. Em Cái đang ở đây thôn Kiến Tống, đường này đường đi lên là nhà cháu Sai ạ. Cháu Sai tức là cái hoàn cảnh của năm cháu mồ côi ở bên đằng sau núi. Trước kia thì cháu Sai hay vào đây học. Cái sẽ đi bên trong xem hỏi mà có ai bán không. Thì khu này thì nhà cửa cũng rất là to đẹp. Cái nhà là nhà trình tường đất, vẫn làm lấy cái đất để làm cái tường. Chứ đi vào bên trong xem có ai bán gà. Mình sẽ đi tìm ở chợ mua ở trong tận nhà dân, nó sẽ yên tâm hơn. Thứ nhất là vì tránh cho con gà nó không bệnh, không ốm đâu, không có cái, tức là không dịch. Nếu mà đi đón ở chợ phiên thì hay bị dịch giá. Thế mới chị Đào nên mua cái mùa chua à? Chị mua à? Cho cái à, mùa uốn nóng như thầy mùa bếp tủ vua uốn nóng à? Chị mua cả. Chị mua rồi? Ờ. Mấy thò đường tập có mua hả mà? Mua mà, người ta đã chú là chị nhớ trẻ cho mẹ có người đó chị mua. Ừ. Thôi, chắc em Cái sẽ đi sang bên kia thôi. Nghĩa là có ai bán không? Tức là bà con đấy mình đi tìm mua giống gà nhé. Thứ nhất là nó bà con cần thiết để bán để mua mà mua vị chính ấy thì bà con mới bán thôi. Nếu mà bán số lượng nhiều tổng khoảng chục con thì ít có nhé. Vì bà con đây là nuôi gà không nuôi được số lượng nhiều đông, chỉ nuôi tầm khoảng chục con hoặc là nuôi để phục vụ trong gia đình thôi ạ. Bà con không thể có nhiều con để bán. Đây mấy cái này chú tia này. Chú này chú tia cũng rất là đẹp nhé cô bác ạ. Đây cả sẽ đi tìm. Nếu mà không tìm đây không có thì mình sẽ di chuyển đi vào cái khu khác. Thường là cái khu của em cái mua hỏ rồi, bà con ở đây cũng không có. Mà đôi lúc mình hỏi mình tìm mua ấy, thì bà con bà lại bảo là không có. Như lúc mình không mua thì lại thấy bà con cũng đi ra chợ bán này. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng bán một hai con đấy thôi. Đây là đường bê tông đi vào vài nhóm hộ. Em Cái thấy ở khu Phiên Tồng này ấy, thì dân Điện Bà này, cái nhà to này. Tức là những nhà, đây, cái ngôi nhà Sai cũng rất là to đẹp rồi. Thì em Cái mới vào đây để xem này. Cái chỗ này thì chắc là cái vườn này. Thì vào bên trong này. Em Cái sẽ được thích bên trong, cứ đi theo mét đường bên trong vào mình sẽ hỏi. Giờ này chắc cũng là bà con cũng không ở nhà rồi. Có một cái nhà bên trên này hỏi là có ai ở nhà bán rồi. Thế là chủ yếu là em Cái vào đây để tìm mua gà giống cho vợ chồng em Cơ thôi. Em Cái cũng là liên hệ vợ chồng em Cơ để tìm trên đấy nhưng mà bên đấy không có đó. Không biết là mình cứ đi vào đây tìm trước. Thế là đây cũng rất đông. Đi mua chị trà hả lâu? Đi chê nào? Đi mua cái buổi trưa. Ở đây có nhá, thường có nhưng bà con đấy lại là không bán. Mình thấy vẫn có, không có nhiều nhưng có tầm chục con. Nhưng bà con cũng bảo là không bán. Đi vào tích bên trong đi. Đi theo mít đường bên trong rồi.
toàn những cái nhà xưởng to đẹp này. Được. Công nhận là khu này dân nó phát triển thật. Khu này tuy cũng hơi xa đường cái lên, nhưng mà do khu này có cái cây cố ấy, rừng già rất là nhiều ấy, thì bà con có thể xây được cái nhà gỗ to, hoặc là có thể làm được cái nhà xây rất là to đấy. Bên dưới vẫn có, nhưng cứ họ có bán không? Cứ đi qua hết cái đoạn đường mét bên trong này mới biết xem ở bên trong mình có nhà không. Con đường mình chợ ông nhà nó họ này còn cái xuống bên dưới đây. Cây này có ai bán không? Đấy. Ôi cây này rất to. Ôi cây này cây hồ cái gì nhỉ? Cây hồ hay là cây quế cái gì cái này? Cái cây này em thấy chưa biết cơ. Em thấy sẽ biết cái cây. Mấy chị tà ơi. Đi mấy chị tà. Ui. Vậy chị à? Rất tùa. Đó, anh lỏ nên mua cây mùa chú ấy nè. Cây chú mùa à? Dùa cái chú ấy là hay quần nóng nè. Chú mùa à? Nên chú mùa cũng bỏ lên tỷ chê. Ý là hai ba chế lô thế sao mua xịt xong rồi chế mua á? Chế mua à? Chế mua rồi? Ừ, chế mua rồi. Ủa? Mua rồi xây mùa ấy, mì tùa ấy là... Chế mua. Vua đó với tùa mùa, nấu cái cho cái à, nấu cái lô ấy. Hình như mùa vua à, tục phố lô. Ừ. Ừ, thế là chế chế mua à. Ừ. Ừ. Cái của họ ông này là không có. Nhưng những mũi trong kia bé ra thì mua nè. Một trái ở đây mà. Đúng một bé thì mua cho là cái vua tục cỏ của tùa thì nấu. Chả đi à? Để em cái gọi là toàn nhà to. Quan trọng bà con đây thì vẫn có bán, nhưng mà thỉnh thoảng ấy không thiếu tiền để mua mắm muối mì chính thì mới bán đâu. Mình đi vào trong chuồng ấy vẫn có, trong cái chỗ mà nó rào cái lưới bên 40 vẫn có gà, nhưng mà họ cứ bảo là không bán. Đấy. Họ mấy em cái nhà này, em cái sẽ đi tích sang cái kia xem họp nốt xem nào. Nếu mà không có thì chắc mình sẽ đi sang nhà em cơ để bảo à vợ chồng em cơ xem cứ liên hệ với khu đấy. Vì em cái cũng vừa liên hệ với em cơ ấy, bên đấy có không nhỉ? Em cơ bảo là không có thì em cái cũng chủ động vào đây để tìm trước. Lúc đấy thì em cái cũng đi tìm gà bên phiên tàu, bên đấy không có, nhưng mà em cái đang trên đường về nhà thì cũng em cơ đã có cuộc gọi, cũng gọi điện bảo là khu này em cơ đã đi tìm cũng có một nhà muốn bán 2-3 con, thì chắc em cái sẽ lên nhà hỏi em cơ xem ở đâu, thì mình còn đi tìm xem nào có bán được bao nhiêu con thì mình sẽ mua cho vợ cho em cơ. Em cái sẽ đi vào bên trong đây xem nào mà có. Lúc mà em cái đi tìm bên đấy nhá, vì sáng nay em cái cũng có gọi rồi, em cơ bảo là tìm không có, nhưng chắc là vừa mới liên lạc đi tìm được. Vì bà con đây thỉnh thoảng muốn bán thì cũng sẽ tức là mình sẽ có nhu cầu để nói chung là mua cần gấp cái tiền để chi tiêu, mua thứ gì người ta mới bán thôi ạ. Nếu mà không cần thì có khi nhà trong chuồng, giống như khu bên kia em cái đi nhá, vừa đi vào trong chuồng trong cái rào xung quanh bên đấy vẫn có chục con, nhưng mà người ta bảo là không bán, vẫn đủ nuôi ấy. Cơ có nhà không? Nhà mà anh ạ. Đấy, chào em. Vâng, chào anh ạ. À, nhà. Chào anh ạ. Vâng. Vợ con đâu rồi? Vợ ở nhà đâu, con chơi. À, vợ vẫn này, cơ con đi chơi hết rồi. Vâng. Thế lúc đấy thì anh cũng đi tìm gà ấy, ở bên khu phiên tàu. À, để mua gà cho vợ chồng em để làm giống, tức là mình kinh tế, nhưng mà bên đấy có người ta lại không bán. Thì lúc anh đang trên đường về cũng em bảo là ở đây bán, có ai bán không? Ồ, có một nhà ở bên kia có bán 3 con. Có bán 3 con à? Vâng. Bán mấy con máy, mấy con trống bán không? Hai con trống. Hai con máy, một con trống. À, tức là hai con máy, một con trống. Vâng. Ừ. Không biết là bán một cân bao nhiêu nhỉ? Nó 140. 140 à? Vâng. À đẹp, quý bác ấy, bây giờ giá về thế nào? Nó bảo là ở chợ mua thế nào thì bán thế nào. Ừ, chợ ở đâu? Thôi anh đi sang bên đấy thì nếu mà bảo có thì cứ cho tư mua, vì cái giá bây giờ mình cũng mua thêm ở chợ ấy. Ở bên đấy thì anh cũng sáng nay cũng đi tìm nhìn cái khu đấy, toàn những nhà to này. Đi vào đấy cũng có nhưng mà họ lại không bán. Nó để làm nuôi nó không bán. Ờ, cũng có một gia đình anh đi vào tận nhà thì có hơn 20 con nên mà họ cũng không bán này. Anh đi qua gạt là 2-3 nhà cũng hỏi qua, họ bảo là chỉ đủ nuôi, họ không bán đấy. Vâng, thì lúc anh đang trên đường về thì em mới gọi cho anh ấy bảo là ở đây cũng có bán đấy thì. Nhưng mà một nhà kia nó bảo là
nó trồng ngon đấy, nó nhiều vô ngon, nó cũng có tiền đi mua phân, à. Nó bán ba con là mua. À, ba con. Thế nữa thằng tí nữa, điện cho nó cần ra đây được không nhỉ? Hay là mình đi sang bên đấy? Nhưng mà đi xa nhưng mà ngồi để cho nó lái về đây đi được mà. À, thì chắc nữa nếu mà nó thích mà ý là cái gia đình nhà đấy bán thì nó lấy vào đây thì mình cân nhỉ? Vâng, đúng rồi, đúng rồi. Không biết là sang nếu mà ở đây là mình đi lấy. Ở bên này xe nó bảo là nhà ở đâu nhỉ? Nhà ở chỗ nào? Ở cái ở nhà cũ kia ấy. Nhà tích cơ nhà dính nhà qua nhà vào, nhà dính nhà phố đi lên trên đi vào. Ờ đúng rồi, nhà cũ nhà to kia, có cây to kia. À tức mà. Là nó qua cái chỗ góc cây tre đi cái thì tre cái nhà nó, đấy. Vòng cây cánh nhà rồi. À vòng nó tức là cây nó khuất hết phải không? Vâng đúng rồi. Thế gọi điện cho xem nào có chờ tí gia đình em gọi điện cho nó. Vâng. Dạ, tức là tích ở bên đấy không biết là có để em Cơ thử gọi xem nào, vì em Cơ cũng đã có liên lạc đấy, bảo là cũng có nhà đấy muốn bán ba con để đi mua phần đạm. Thường bà con đây là có tiền, tức là thì đi mua phần ấy thì người ta cần gấp tiền để đi mua phần đấy. Nó sắp đế rồi. Sắp đế à? Em gọi điện nó sắp đế. Thế thì thế nào đi sang đấy thì vâng. Đợi không biết là đến chưa. Ở đây em Cơ đang đi gọi có mình nhà. Chắc cũng ở bán hai ba con. À, có phải chị này không? Quá, phải mà. À. Nhập đây rồi. Rồi, đến rồi. Chị, cô đang bán gà phải không? Mỗi một cái rồi. Một cái à? Đấy, ồ. Cái này ít chưa đó? Chia một lâu. Chia một lâu thì á? Chờ chị mua nào? Chị mua, chia một lâu. Ủa? Chân tinh bán. Em cứ em xem nào cái giống này, xem vào chọn con nào nếu mà hai con máy này cũng được không nhỉ? Để xem nào. Con trống hả? Đúng rồi. Mình mua thì thường là mình mua gà giống phải chọn đi mua một con trống nữa nhá. Vâng. Xem là cái con trống này có già không nhỉ? Nhưng mà chắc không biết chị cân chưa? Con này chưa gà nhỉ? Chưa già. Ừ, con này chắc vừa mới. Hai con này đẹp này. Đẹp à? Vâng. Ờ. Vì cái con lùa tao. Tao lùa. Tao lùa. Chưa cân, chị chưa cân thì bây giờ ở đây có cân không nhỉ? Có nhưng mà chú kia bên kia có. Thế đi mượn. Thế đi mượn cân về mới cân nhỉ? Cần mà em hỏi vợ đi. Chào chị mua là thế nhỉ? Chào chị mua. Có thể một cái chi đó. Đấy, vì cái giá này em cái cũng hỏi khu xung quanh ở chợ mà đi vào tìm ở bản ở trong nhà ấy, cũng họ cũng bán giá như thế này thôi. Bây giờ nếu mà rất may em Cơ cũng gọi thì chị cũng lấy ra đây. Thì mình sẽ mua giúp hộ chị, tức là chị cũng đã cần tiền để mua phần ấy để bón với cái ngô vụ 2 nhá. Thôi thế chị vào đây đợi tí nữa lấy cân về mình sẽ cân xem nào được bao nhiêu thì ấy. Em cứ mua cho gia đình em Cơ để nuôi thôi. Nó là im chỉ là lúa mua đâu mà xả. Đấy, ba con, hai con mái, một con trống thôi. Vì hôm nay chủ yếu là đi tìm dần thôi. Gà thì mình không thể là mua một phát được hết cái số quý đấy nhá. Cứ mua dần dần. Đấy, cứ cân ra thế nào. Để cho vợ chồng em Cơ. Cái vừa rồi ấy cũng được cô bác mua. Cô bác cũng hỗ trợ thì mua được những con giống để cho em Cơ thì cũng có để có ấp có để được trứng rồi. Đây hôm nay thì cũng vào đây để tiếp tục này thì mua xem nào. Thì đây là mình sẽ trích cái phần quý nhá, quý làm láng sân ạ của cô giấu tên ở Anh Quốc, London Anh Quốc. Đây, cô đã gửi cái khoản quý để láng sân cho vợ chồng em Cơ thì vẫn còn dư ra thì mình sẽ mua cái con giống cho vợ chồng em Cơ để coi như là có cái con gà để cho nuôi. À có cân rồi không? Cân này. Cân cái cân này được không nhỉ? Được hả? Mình một bê thì 5 cân, một bê thì 1 cân rưỡi. Thì em cân ra này. Chị vào đây xem nào. Ở chỉ có chú ơi, lu thì chả lu ý. Ý bây giờ. Cân ra này. Chị cứ vào đứng ở đây xem nào. Đây nhá, thử bà con ở đây là ở trong bản ấy thì có cái cân này thôi. Không có cái cân là ấy. Cân số thì mình chỉ có cân bao nhiêu? Xuống không nào? Ừ, cái này mấy cân? Có được 2 cân. 2 cân 1. Thì chưa. Có chuẩn không đấy? Chuẩn mà. Cái cân này nó à đúng rồi, 2 cân 1 nhá. Có chị nhá. Đây, cô bác ạ, 2 cân 1 ở đây. Đến lúc cũng mờ này, không biết là trong đấy cũng có ghi gió không đây. Đây 1 cân, 2 cân đây này. Phải không? 3 cân rồi à? 4 cân, 5 cân à? Vâng, đúng rồi. Đây là 2 cân 1. Thôi mình cân được con như một đứa đấy. Vâng. Thế bây giờ nếu mà... Hai lô. Hai lô. Chị
hai con này nha. Cho nó cần nó tưa, cần tưa thì cần tưa cho tưa đúa quá. Cần cho tưa một tí chứ hả? Bao nhiêu? Hai cân chín. Hai cân ở đây mà. Hai cân chín phải không? Hai cân chín. Thừa hai cân chín. Hai cân chín cộng với hai cân mứt là 5 cân cho. Đúng rồi, 5 cân tròn. 5 cân tròn mà. Đúng rồi, tổng là 5 cân tròn. 2 cân 9 cộng với 2 cân 1 phải không? Vâng, đúng rồi. Đấy, 2 con mái này chị được 2 cân 9 thôi. Thì 1 cân vẫn tra thưa, chị không bắt à? Ý chú lót thì mùa đó. Chú lót thì mùa chị mùa đó là. Thế bây giờ em cơ nhìn cái con gà này, gà to, gà bản của mình mua cái con này làm giống có tốt không? Cái này làm tốt anh ạ. Con này làm đẹp hơn. Đẹp hả? Vâng. Thế thì để anh tính nhá, lúc đấy anh trên đường đi về ấy, thì em gọi bảo là ở đây có thì anh mới lên đây thôi. Nhưng mà tháng này anh gọi cho em ấy, anh bảo là cũng có nhưng mà em đi tìm gọi cho chị kia bảo là bán 3 cơ mà thế. Thế à? Vâng. Lúc đang gọi cho em trước thì bảo là ở đây anh có thì mình xuống mua. Nhưng mà em bảo là không có, lúc anh đang trên đường về thì em mới gọi bảo là ở đây cũng có nhà mua bán này thì anh mới lên đây. Hóa ra cũng có 3 con, chắc em cái tính ra thôi nè. 1 cân là 1,4 phải không? Nhân vấn 5 700 trò nè. Với anh tính đây điểm anh ạ. 700 trò nhé, em cấy tí nhá. 1 cân 140 mà. Nhưng mà 5 cân. 140. Đây 5 cân thì 700 nhá. 700. Táo ở sao chết rồi? 700 thì vẫn chưa đổ được bao phân nhá. Vâng, chưa đổ được một bao phân mà. Vừa. Bao phân đạm bây giờ thì thường 800 hay bao nhiêu nhỉ? Phân đạm. Với đạm này 700 hơi 700. Ừ, 800 thôi, 800 thôi. 800 mà bây giờ nó giá lên rồi mà. Vâng, lên rồi. Thế chắc bây giờ em gửi cho chị nhé. Chị nhá, bây giờ em gửi tiền nhá. Đây là 700.000 nhá. Một tờ 500. Thế hôm nay thì em cái vào đây trích cái phần quý làm sân của cô giấu tên mẹ cũng đã gửi đến thì bây giờ mua được 3 con giấu cho vợ cho em cơ trước. Thế nhá mà sạc quần đi nhá. Để thế thế vợ chồng em cơ bây giờ mình cấp cái con giấu đi nhá. Vâng. Nhá, bây giờ thì em cơ mình mua được con giống ba trước mắt rồi, mua được 3 con này trước. Thì lấy đi thả ở đâu nhỉ? Thả ở cái chuồng bò nhé. Thả ở chuồng bò trước á? Mai em tự làm một cái chuồng này. Thế thì nhá. Hôm nay làm không kịp đấy. Hôm nay không vẫn làm không kịp cả. Thế thì nào làm nhé. Đẹp. Rất là may đi tìm được cái con giống. Em chăm xong nhưng mà hôm nay làm không kịp. May như là. Thôi thì trước mắt thì cái con giống cũng mua dần đấy. Thì vợ chồng là lúc nào mình làm đấy nhé. Nhưng mà gà vừa mới mua về em mình thả mày để ý nhá. Nói cho bay mà. Hả? Thả ra phải để ý nhá, phải xem nhá. Gà vừa mua về có khi là nó cũng chưa quên chị chú ấy. Đây là chị thả nhốt tạm thời thôi. Tạm thời như này cứ để ý vào đây. Hôm nay vào đây khiến cái con gà đi tìm một gà bản thì cũng rất là khó cô bác ạ, vì bà con đến nuôi con gà không phải một cái mô hình mà nuôi số lượng nhiều ấy. Bà con chỉ nuôi được số lượng ít thôi, tầm khoảng ví dụ tầm khoảng 30-40 con là những gia đình mà nuôi được nhiều rồi, có khi những hộ gia đình người ta chỉ nuôi tầm chục con thôi. Mua gà được bán mình đón ở chợ phiên thì phải vào sớm, mà đôi lúc đi vào chợ phiên thì lại bị những nhà hàng người ta vào sớm người ta đón hết đấy. Vâng đúng rồi, nhưng mà cái đường này có hai ba người. Đấy là không có rồi, đi mua thì không có nó. Anh hôm trước anh cũng vào sớm rồi để mua ấy. Mình có chút công việc nhà cũng vào mua nhưng mà lại tức là vào đấy không đón cũng không được. Vâng đúng. Vì cái nhà hàng người ta vào đón trước ấy. Vâng đúng rồi. Những người buôn lái người ta vào mua trước rồi xong người ta. Mình mà mua lại với họ thì lại 160, 160. Vâng nhưng mà đáng rồi. Vâng. Thì thường thường bà con nó chỉ bán 140 thì nó phải 160 qua tay họ ấy thì họ phải bán 160. Vâng nhưng mà nó muốn tiền xa nó mà thế. Nhá, thế thì bây giờ trước mắt thì cũng có con gà này về thế vợ chồng cứ xem trước để anh mình cũng mua dần vào. Vâng. Nhưng mà cái chỗ để chuột gà ấy cứ cố gắng làm dần nhé. Vâng.
Vì hôm nay thì cũng đi tìm gà trong bản cho bà con. Vì mình muốn nuôi con gà để làm giống thì mình mua gà của địa phương mình. Và thứ nhất là mua gà địa phương mình sẽ biết cái con giống nó sẽ tốt hơn. Vì cái nhà gia đình thì chắc là chị đấy bán gà nó không bệnh chứ hả? Không bệnh nhưng mà Tức là nhà kia em cũng biết mà. Những nhà mà mình phải tin tưởng với nhau không bị bệnh này thì mình mua sẽ yên tâm hơn. Và đúng rồi. Nhưng mà nhà kia em cũng biết. Gà tốt hả? Dạ, tức là cô bác em cơ cũng gọi vì như gia đình đấy em cơ mua thì chắc là gia đình nhà đấy chị em cơ biết rất rõ vì mình mua để làm giống ấy. Thường thường em cái sợ nhất là mình mua chợ phiên thì toàn mua được những gà bị ốm, bị dịch rồi thì mình mua về không may lại mình ở nhà cũng có không? Có tầm khoảng vài con nó cũng lai hết thì chết hết. Vâng, đúng rồi. Thế nhá, bây giờ hôm nay anh đang mua gà được cho vợ chồng em rồi thì chắc là cố gắng để nuôi con gà, anh còn xin phép về nhá. Vâng. Nhưng mà anh chờ tí vợ tầm 5 giờ này vợ nó. Thôi bây giờ không ăn tối rồi. Anh không thể chờ được vì anh có chút công việc nữa này thì anh xin phép về thôi. Anh chờ thì chờ tí vợ nó. Thôi vợ chồng cứ đi nấu cơm mà cả nhà ăn thôi, anh chắc không đợi được. Này, bây giờ em cái qua vào. Lúc đấy thì cũng đi sang bên phiên tổng đấy đi tìm máy mà cũng không có, cũng rất là may đi để chuẩn bị về ấy. Thì em cái đang nghĩ là sẽ chở sao và đưa ra chợ phiên để mình đón. Nhưng mà rất là may em cơ bảo là nhà này cũng có thì tiện thể mua được ba con trước cho vợ chồng em cơ thôi. Còn bây giờ em cái có chút công việc bận thì về thì chắc em cái xin phép dừng cái video tại đây. Xin chào quý khán giả ở cái video tiếp theo ạ.